màu đêm hội Thành Tuyên, chỉ đạo nội dung ban tổ chức hội thi mô hình đèn trung thu cấp thành phố năm 2023, đơn vị thực hiện Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang, trường trung học cơ sở Đội Ấn, trường tiểu học Trần Phú, trường tiểu học An Tường. Âm nhạc và đạo diễn đồng chí Trần Minh Giang, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố. Biên đạo Dương Thanh Nga, trường mầm non Phan Thiết. Sau đây xin phép được bắt đầu. Thank you.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã có những món quà ý nghĩa dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chống xâm lược với mô hình đèn vua Quang Trung cưỡi voi đánh giặc, chúng tôi gửi tới tâm điểm với truyền thống lịch sử của cha ông. Mã số 06 là mô hình cấp kịp trời đến từ tổ dân phố 4 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
đến với lễ hội Trung Thu năm 2023 dưới ánh trăng rằm tháng 8, thanh bình và hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau ôn lại những tích xưa, nhớ lại lời dân gian thường nói, con cóc là cậu ông trời. Tuy là loài vật nhỏ xấu xí, nhưng cóc lại rất có ích cho môi trường, cuộc sống cóc cần được bảo vệ. Tiếp theo, mang mã số 07 là mô hình song ngư, ngũ phúc, trẻ hội thành tiên, tổ dân phố 5, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Trong phong thủy, cá là biểu tượng của tiêu biểu cho sự thịnh vượng, vận hòa và hạnh phúc, là biểu tượng may mắn, bài cát trong kinh doanh. Chính thế, khi kết hợp thành cặp hình tượng, cá không những tượng trưng cho hạnh phúc nhân đôi, nó còn hàm ý cho niềm vui sum họp hội tụ, sự hòa quyện bổ sung, bố trí hình vẻ đẹp thanh khiết, thức tình và trung thành. Một loài hoa mang cho vẻ đẹp thanh khiết, thức tình, thành trung, sự sống và buồn lầy vô tan, nhưng thêm vẫn vươn lên từ bản hát thương thơm, một sức sống mãnh liệt, vẻ đẹp thanh tao giống như nhân cách của con người. Cá chép và hoa sen là hai hình ảnh rất đẹp trong tiềm thức. Ngay sau là mô hình rồng vàng huyền thoại mang mã số 08 đến từ tổ dân phố 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Từ giờ đến nay, rồng là một hình tượng rồng vàng huyền thoại đã nói lên khát vọng đổi mới của người dân Tuyên Quang. Đó chính là sự sáng tạo không ngừng nghỉ của người dân tổ 6, luôn mang đến cho lễ hội những hình ảnh đẹp và sáng tạo nhất. Thông qua hình ảnh rồng vàng huyền thoại bay lên trong khung cảnh trời mây non nước thanh bình của mô hình, người dân tổ 6 mong muốn gửi tới những bậc tiền nhân: chúng tôi rất tự hào được là con rồng cháu tiên. Đó cũng là lời nhắc nhở tới các thế hệ thanh thiếu nhi hãy cố gắng vươn lên để xứng đáng với lịch sử ngàn năm văn hiến, hãy học tập và làm theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước qua đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em. Tiếp theo, mặt mã số 09 là mô hình chim lạc Việt, tổ dân phố 9, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. Tổ dân phố 9 được thành lập từ năm 1959, tiền thân có tên gọi là đội Thang Mây, tháng 4, nông trường Sông Lô. Trải qua 3 năm tháng, theo sự phát triển của lịch sử, nay được mang tên Tổ dân phố 9, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. Tổ dân phố có 195 hộ dân với 800 cánh bay vút lên cao, xuất hiện trên những chiếc chấm đồng Đông Sơn huyền thoại, mang theo những giá trị tinh thần, nét văn hóa và niềm tự hào, khát vọng của bao thế hệ người Việt. Hình ảnh chim lạc, tung cánh đã được xem như biểu trưng cho những ước mơ bay cao, bay xa của những người con đất Việt, là biểu tượng gắn liền với hàng nghìn năm lịch sử Việt Nam. Hình ảnh chim lạc còn thể hiện cho sức mạnh bền bỉ, vươn cao là mong muốn của nhân dân tổ 9, mang trong mình sức trẻ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ với mong muốn cùng góp sức mình phát triển chung với phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. Mang mã số 10 là mô hình ngựa hồng chảy hội thành tuyên của tổ dân phố 7, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Ngựa là loài vô cùng thân quen với con người, cho văn hóa nghề chú ngựa lại càng thêm sinh động, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, có sức mạnh vô biên. Hình ảnh chú ngựa mãi mãi là niềm tin tốt đẹp và tương lai thịnh vượng của nhân dân Việt Nam. Tiếp theo, mang mã số 11 là mô hình nhà mưu đi chảy hội thành tiên, tổ 13, phường Tân Hải, thành phố Tuyên Quang. Mô hình nhà mưu đi chảy hội thành tiên, hình tượng trung tâm của mô hình là hai mẹ con nhà mưu bà, gồm mưu mẹ và chú mưu con. Tâm thức của người Việt bao đời, con mèo đã trở thành con vật cưng phổ biến, trở thành người bạn thân thiết với trẻ em và người lớn, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Qua hình tượng nhà mưu đi chảy hội thành tiên, bà con nhân dân tổ 13, chúng tôi mong muốn mang đến cho các cháu thiếu niên nhi đồng hình ảnh quen thuộc, sinh động, đáng yêu trong cuộc đời và sự xuất xa mãn nhãn của du khách gần xa nói chung trong đêm hội.
gia, dân tộc được các thế hệ lưu truyền. Mỗi người dân đất Việt không quên lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng nhau chung sức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa người Việt mãi mãi trường tồn. Tiếp theo, ma mã số 13 là mô hình đôi bỏ ngựa đi chảy hội của tổ dân phố 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. Tổ dân phố 2, phường Minh Xuân nằm dọc đường Trần Hưng Đạo và đường Ngô Quyền với 198 hộ gia đình, 786 khẩu đi chảy hội để các cháu thiếu nhi cùng vui Trung thu và ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong kìa con bỏ ngựa cũng bay tay, ngẩng cổ nghênh ngang dáng tự hào, dương kiểm ra oai nhiều kẻ sợ, bẩn dâu cậy thế có càng to. Đến với cuộc thi hôm nay, tổ dân phố 2, phường Đông Tiến, thành phố Tuyên Quang mang đến lễ hội mô hình châu vàng ra phố. Từ xa xưa đến nay, hình ảnh con trâu luôn là một biểu tượng không thể thiếu trong văn hóa truyền thống và trong lao động sản xuất của người Việt Nam. Trâu không những là biểu tượng tượng trưng cho sức mạnh của con người mà còn tượng trưng cho phẩm chất yêu quê hương Tuyên Quang của người dân tổ dân phố 2, phường Đông Tiến. Mong muốn rằng mô hình trâu vàng sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách gần xa. Tiếp theo, ma mã số 15 là mô hình văn minh nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam của tổ dân phố tổ 1, phường Hưng Thành. Tết Trung thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hàng năm. Đây là ngày Tết của trẻ em, được gọi là Tết Trăng Trăng. Ngày Tết Trung thu đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam, là đầu công nghiệp. Từ hàng ngàn năm trước, trâu đã gắn bó với con người cùng với sự ra đời của nền văn minh lúa nước. Trâu có vị trí quan trọng cho cuộc sống của người. Trâu thức dậy từ sớm tinh mơ vì chú gà chống báo thức cùng người dân làm việc. Trâu chăm chỉ, cần mẫn, cày hết cửa ruộng này đến cửa ruộng khác. Qua mô hình, tổ dân phố 1 phường Hưng Thành muốn truyền tải thông điệp con trâu vẫn là một báu vật quý giá với người nông dân. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh con trâu trên cánh đồng bao la bát ngát, chúng ta sẽ thấy bất giác nghĩ tới quê hương đầy thanh bình. Đang tiến qua lễ đài là mô hình cá chép trong trăng mang mã số 16 đến từ tổ dân phố 3, phường Đông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Hình ảnh cá chép được gắn liền với truyền thuyết cá vượt, cá chép vượt mu môn hóa rồng, mang ý nghĩa biểu tượng không hề nhỏ trong cuộc sống, trong lĩnh vực công danh sự nghiệp và việc học hành thi cử. Cá chép là biểu trưng cho ý thức và nghị lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Tên cá chép trong trăng có ý nghĩa hướng về sự hoàn thiện viên mãn tròn đầy. Thông qua mô hình, tổ dân phố 3 muốn thể hiện ý chí, nghị lực, tinh thần của nhân dân trên địa bàn phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương. Tiếp theo, ma mã số 19 là mô hình
bê tông hạnh phúc tổ 7 phường Phan Thiết. Nó đã được xem là loài chim quý và rất được coi trọng. Chim công có bộ lông thật rực rỡ, có những động tác bay múa hết sức uyển chuyển, cũng tượng trưng cho sự an lành, bình yên, hòa bình, ấm no và hạnh phúc giàu sang. Của lễ hội Thành Tuyên nhằm thu hút nhân dân và du khách về với Tuyên Quang để vui hội trăng rằm. Tiếp theo, mang mã số 21 là mô hình thuyền rồng du lịch trên sông Lô, tổ dân phố 8, phường Tân Quang. Xin mời quý khách hãy lên thăm Tuyên Quang quê tôi, mảnh đất linh thiêng, thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng. Quý khách đến thắp hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bên quảng trường Nguyễn Tất Thành, là trung tâm của thành phố Tuyên Quang, nơi hội tụ các mô hình trung thu đẹp lộng lẫy lớn nhất Việt Nam, để đắm say trong khung cảnh lung linh huyền ảo của lễ hội trăng rằm. Quý khách hãy lên thuyền rồng du lịch, ngồi trên tháp chân tình. Mô hình thuyền rồng du lịch trên sông Lô là ước mơ, mong muốn của các cháu thiếu nhi tổ dân phố 8, phường Tân Quang, chủ nhân tương lai của thành phố, mong ước được làm hướng dẫn viên du lịch, mong muốn được góp sức mình đưa ngành du lịch tâm linh của thành phố Tuyên Quang trở thành ngành mũi nhọn cho phát triển kinh tế của tỉnh. Số 25.
con khủng long. Tổ dân phố 5 phường Minh Xuân. Khủng long là một trong những loài vật được trẻ em yêu thích. Mô hình khủng long bay với sự độc đáo riêng biệt mang biểu tượng cho sức mạnh về thể chất, niềm vui về tinh thần đã khởi nguồn cảm hứng khám phá thế giới động vật một thời kỳ cổ đại trong trẻ em hiện nay. Với mong muốn đó, các mô hình khủng long bay, tổ dân phố 5 mong muốn cả xã hội hãy tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được vui chơi, được học hành. Đó chính là thông điệp mà nhân dân tổ dân phố 5 gửi tới hội thi của ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, các toàn thể nhân dân và du khách, đến với cuộc thi hôm nay, thôn 5 xã Lâm Phượng, thành phố Tuyên Quang đem đến mô hình sông vàng chảy hội Thanh Tuyên với mã số 26. Từ thời xa xưa, con sông là một trong hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Sông là linh vật. Là mô hình của tổ 9 phường Phan Thiết. Cá chép đài sen. Cá chép là biểu tượng của sức khỏe và tài lộc. Từ xa xưa, hình ảnh cá chép hóa rồng hay cá chép vượt vũ môn trong văn hóa. Thank you.
đang vui thì trời đổ cơn mưa to quá, khổ thân các cháu. Cái này thì phải chơi, nếu mà trời mà không mưa thì chắc chắn là bây giờ lại kéo nhau lên ngã tám để ngồi tiếp, nhưng mà trời mưa rồi, ở đây là phải chạy thôi, mọi người chạy hết rồi. Thân mấy bạn này, kè cho các cháu, cháu mưa hết. Bạn thứ tử kia bế hết cả bơm vào rồi. Thân bạn Châu này tắt đèn tối thui hết cả rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem những cái video mới nhất về Trung thu Tuyên Quang và lễ hội Thành Tuyên, và giúp tôi có thêm động lực nhé các bạn. Bây giờ tôi cũng xin được kết thúc video tại đây, tôi phải chạy mưa đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào các bạn.